Sáng nay ngày 1 tháng 4, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị, hành chính không tập trung, hệ thống ngành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bảo hiểm xã hội. Học viên được trang bị kiến thức và trải qua các kỳ thi kiểm tra các nội dung học tập về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị và pháp luật xã hội chủ nghĩa, quản lý hành chính nhà nước, những kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý cùng nghiệp vụ về công tác đảng, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, góp phần hình thành ở học viên thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, giúp học viên nâng cao trình độ về lý luận chính trị, vững vàng về tư tưởng, rèn luyện đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng, nâng cao năng lực tổ chức chỉ đạo thực tiễn một cách chủ động, sáng tạo có hiệu quả, có phương pháp để tư duy hành động đúng đắn. Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị Bến Tre công bố quyết định và trao bằng tốt nghiệp cho 63 học viên, khen thưởng 6 học viên có thành tích tiên tiến trong học tập.